Kênh Combo Ăn xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Combo Ăn chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cách làm bánh gạo cay Hàn Quốc thơm ngon và cách làm đơn giản mà ai cũng có thể nấu tại nhà nha. Và nếu thấy thích món ăn này thì cùng làm với mình và hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo cho các video mới khi kênh ra nha. Và đừng quên like và chia sẻ video này đến người thân và bạn bè cùng biết nha. Và bây giờ thì xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem qua nguyên liệu và cách làm món ăn này. Nguyên liệu thì chuẩn bị cho mình 250g bánh gạo nha. Và mình có ở đây là 150g củ hành tây, 40g hành lá, một quả trứng vịt hoặc là trứng gà cũng được, 2 cây xúc xích và nửa miếng chả cá nha, là 100g các bạn. Và 5g mè. Bây giờ thì mình đi sơ chế nguyên liệu. Thì hành lá thì mình sẽ cắt cái phần đầu này ra. Và mình lấy cái phần đầu này á, mình cắt nhỏ ra để mình phi thơm. Còn hành lá thì mình cũng sẽ cắt nhỏ luôn. Mình để khi nào mà nấu xong món ăn á, thì mình sẽ rắc lên nha. Củ hành tây thì mình cắt đôi ra. Sau đó mình sẽ cắt muối câu nha. Và mình cắt những cái lát hơi mỏng thôi, đừng có quá dày ha. Cắt hành tây xong thì các bạn tách lớp ra chỗ này. Xúc xích thì mình có thể cắt tùy thích ha, cắt tròn hay là cắt xíu xíu cũng được. Chả cá thì mình cắt làm đôi ra chỗ này. Sau đó mình sẽ nghiêng dao lại và cắt thành những cái lát xéo như thế này nha. Đun sôi một nồi nước để luộc bánh gạo. Khi nước sôi thì mình cho bánh gạo vào để luộc. Dùng đũa và lúc đầu mình trộn đều lên chỗ này nè, để bánh gạo không bị dính dưới đáy nồi. Bây giờ mình để cho bánh gạo được chín nha. Khi mà bánh gạo chín thì các bạn sẽ thấy nó nổi lên trên mặt nước chỗ này nè, thì mình vớt ra liền luôn nha. Khi mà vớt bánh gạo ra thì các bạn chuẩn bị cho mình một tô nước lạnh và cho bánh gạo vào để bánh gạo được nguội và không bị dính lại với nhau. Và mình sẽ để bánh gạo đây luôn, ngâm với nước luôn nha. Khi nào mình nấu xong sốt thì mình mới vớt ra. Nước luộc bánh gạo mình cho quả trứng vào để mình luộc luôn. Và trứng thì mình luộc chín là 10 phút. Nếu muốn ăn hồng đào thì luộc 5 phút nha. Trứng mình luộc được 10 phút rồi thì mình sẽ vớt trứng ra luôn. Và cũng sẽ ngâm vào nước để cho trứng nguội, dễ bóc vỏ nha. Bây giờ cho một ít dầu ăn vào trong chảo để nấu phần nước sốt. Cho hết phần đầu hành vào để phi thơm. Phi hành cho nó dậy mùi thơm lên thôi, không có cần vàng nha. Thì mình sẽ tắt bếp để mình cho gia vị vào á. Mình cho vào 2 muỗng tương cà, mình sử dụng muỗng này nha. Hai muỗng tương ớt. Một muỗng đường. 1/2 muỗng hạt nêm. Mình nêm vào một ít muối ha, khoảng tầm đầu muỗng muối á, khoảng 1/5, 1/6 muỗng muối các bạn. Rồi á, bây giờ ớt bột Hàn Quốc thì mình sẽ sử dụng một muỗng nha. Các bạn mua ở các siêu thị thì nó có bán. Ớt bột này thì không có cay đâu, nó tạo màu cho món ăn đẹp thêm. Mình cho vào đây là 250ml nước nha. Bây giờ bật bếp lên và khuấy cho gia vị nó tan ra. Nước sốt sôi lên á, thì mình vớt bỏ cái phần bột đi.
cho chả cá và xúc xích vào nấu. Và cho hết hành tây vào luôn. Bây giờ thì mình vớt bánh gạo ra nha. Bánh gạo mình vẫn còn ngâm trong nước luôn á. Bây giờ mình vớt ra, mình cho vào luôn để mình nấu. Thì mình ngâm kiểu này bánh gạo nó mới không bị dính lại với nhau nha. Nếu các bạn mà vớt ra để cho ráo thì bánh gạo nó đổ nhựa ra là nó dính ghê lắm. Đó, những miếng bánh gạo nhìn rất là hấp dẫn luôn, không có bị dính lại với nhau. Trộn đều món ăn lên để cho nó thấm gia vị nha. Và mình sẽ để mình nấu. Món ăn sôi lên thì các bạn trộn đều thêm lần nữa để món ăn được thấm gia vị hơn. Cứ để món ăn chút xíu rồi mình sẽ trộn tiếp nha. Và mình để thêm món ăn khoảng tầm 2 phút nữa là được. Từ lúc mà mình cho các nguyên liệu vào cái nước sốt á thì mình để thêm được đến bây giờ là 2 phút rồi nha. Bây giờ mà món ăn cũng đã được rồi đó. Cái phần nước sốt á thì nó đã hơi sánh kẹo lại rồi là được nha các bạn. Các bạn nhìn cái phần nước sốt này, lúc này nó không có còn lỗ nữa. Nhìn rất hấp dẫn và thơm ngon luôn á. Cái mùi bốc lên rất là thơm. Và mình cũng tắt bếp luôn. Bây giờ cho món ăn ra ngoài dĩa nha. Rắc đều hành lá lên món ăn. Và rắc đều mì lên. Trứng mình lột vỏ và cắt đôi ra thì mình cho lên món ăn luôn. Xin mời các bạn cùng thưởng thức món bánh gạo cay Hàn Quốc với mình nha. Món này thì các bạn ăn lúc mà cái món ăn còn hơi nóng nóng thì nó rất là ngon nha. Món ăn còn nóng hổi rất là thơm ngon luôn. Và cái nước sốt nó rất là thấm luôn á. Và vừa ăn nữa. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì cho mình một like và chia sẻ video này đến người thân bạn bè cũng biết nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình, giúp mình có động lực ra nhiều video hơn chia sẻ đến cho các bạn nha. Và nhấn cái chuông bên cạnh chữ đăng ký để khi mình ra video mới sẽ thông báo đến cho các bạn biết liền nha. Và bây giờ thì mình tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn tiếp theo nha.